Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào lệnh long và short ở trên sàn giao dịch Bybit. Thì trước khi mà mình sẽ đi vào cái phần hướng dẫn thì mình muốn chia sẻ với anh em rằng lúc trước mình có nói với anh em nhìn ở trên màn hình này, lúc trước mình có nói với anh em rằng là nếu anh em nạp tiền vào sàn Bybit mà dưới cái link của mình, có nghĩa là anh em đăng ký dưới cái link của mình mà nạp vào 100 USDT thì anh em sẽ được tặng là 10 USDT, tức là tặng 10% rồi, tặng nhiều lắm. Thì á, hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em á, là hôm bữa là ở cái clip trước là mình có nạp vào là 200 USDT đúng không anh em? Thì hôm nay á, là cái tài khoản của mình đã lên là 210 USDT, có nghĩa là được tặng thêm 10 USDT rồi. Thì đó là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em á, là nếu mà anh em mà muốn có cái phần tặng thưởng á, thì hãy nhanh tay đăng ký tài khoản thì và nạp tiền thì sẽ được thưởng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến cái phần là hướng dẫn long và short. Thì anh em đã thường hay nghe những cái từ là long Bitcoin hay short Bitcoin, mua hoặc là bán Bitcoin, anh em đã nghe giống như hàng ngàn lần rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em là thế long là nó nghĩa là gì và short nó nghĩa là gì và thực hiện ở trên cái sàn Bybit là như thế nào. Thì ở đây mình có cái phần hướng dẫn này anh em. Thì long á, thật ra là thế chấp tài sản để vay tiền của sàn Bybit mua cái Bitcoin vào là long. Thì giống như là anh em thế chấp 100 đô, anh em dùng cái đòn bẩy tài chính là X50 để làm gì? Để anh em mua vào 0.5 Bitcoin. Anh em có thể mua vào 0.5 Bitcoin tại giá là 9.000. Đó là anh em có thể mua lên vào cái đó. Thật ra là anh em mua vào là hết có bao nhiêu đâu, chưa tới 5.000 nữa, có nghĩa là ở đây là mình làm tròn, anh em thế chấp chưa tới 100 đâu, thế chấp hết có 90 đô thôi đó, rồi mình làm tròn để cho nó dễ nói chuyện đó. Thì anh em hy vọng á, là cái giá Bitcoin nó sẽ tăng lên 9.200, tại anh em mua vào mà long là mua vào đó, anh em nhớ là long là mua vào. Thì anh em mua vào giá nó 9.000 thì anh em hy vọng là giá nó sẽ tăng lên 9.200. Thì khi đó anh em làm gì? Khi đó thì anh em sẽ bán cái Bitcoin mà anh em đã mua, tức là anh em mua vào 0.5, bây giờ anh em bán ra 0.5. anh em bán ra 0.5 Bitcoin ra thì lúc cái giá 9.200 thì sẽ được là 4.600. Mà lúc đó anh em mượn vào là 4.500 đi. Không? Anh em mượn vào 4.500 thì anh em phải trả lại 4.500 rồi. Vậy là lấy 4.600 mà trừ đi 4.500 thì anh em sẽ lời được 100 đô. Và đó chính là cái rất là đơn giản, lon là vậy, lon là mua vào, hy vọng giá nó lên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái để mà anh em thực hiện cái long short ở trên cái sàn giao dịch Bybit này, anh em nhìn trên màn hình. Thì anh em sẽ thấy là cái cặp mà chúng ta đang sử dụng là cặp này là BTC USDT. Đây, BTC USDT. Đó, là cái cặp này là cặp BTC USDT. Thì ở đây anh em thấy là cái phần góc phải đây. Phần góc phải mình sẽ đưa anh em thấy cái phần lưu ý là mình không bao giờ sử dụng cái cross này. Đó, mình chỉ sử dụng cái bên phải là nó là isolate. Ở đây là mình cài đặt nó sẵn là long là X50 và short là X50. Thì bây giờ là giống như lúc nãy là mình nói bây giờ mình muốn long là 0.5 Bitcoin, đúng không? Thì về phần là limit với market á, thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà bây giờ là để mà nhanh chóng trong cái clip này thì mình sẽ nói là mình sẽ xài luôn cái market. Đây là mình nói là bây giờ tôi muốn long, tức là tôi muốn mua vào 0.5 BTC. Thì như thế nào? Thì bây giờ mình bấm vào cái chữ open long. Ok. Đó là tôi đã open long 0.5 rồi. Đó. Open long thì ở đây nó hiện ra đây. Nó hiện ra là nó nói với mình là bạn có muốn mua vào 0.5 BTC đúng không? Và cái order của bạn có là cái số tiền có là khoảng chừng là 100 đô, 99 chấm mấy đô. Đó, phí này phí kia vô nữa. Đó, và nó có cái phần mà liquidation, mấy cái phần này mình sẽ nói sau. Nhưng mà đó là cái cách mà bạn mua lon rồi. Bây giờ mình lon cái, mình bấm vô lon.
Thì khi mà đó thì bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái thanh position này, nó có cái màu xanh đây nè, lon này, nó thể hiện đây nè, có nghĩa là mình đang lon, mình đang lon với cái quantity là cái khối lượng là 0.5 BTC đó, tại cái mức giá đó, mức giá là anh em cũng đã thấy rồi. Thì đương nhiên là khi mà mình vô cái khúc mà mua ở cái khúc mà 91 mà 9 bao nhiêu này nè, thì là mình sẽ hy vọng là cái giá nó sẽ đi lên thì mình mới có lời. Cái đó gọi là long là như vậy đó. Bây giờ thì trước khi mà mình hướng dẫn các bạn lệnh short á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp á, là đóng cái lệnh này, và các bạn sẽ thấy ngay là mình thua như thế nào. Nè bạn thấy không, là vừa mới mua vào là đã thua ngay là 3.40 mấy đô rồi, tiền phí tiền này tiền kia đấy. Thì bây giờ mình sẽ bấm cái là mình đóng cái lệnh đó lại, mình đóng gần cái market luôn, thấy không, là mình sẽ tốn phí tốn này tốn kia đó. Thì anh em sẽ nhìn thấy là cái tài khoản của mình nó di chuyển như thế nào. Đây là mình đóng chốt lệnh lại nè, đó là mình nói là bây giờ mình đóng, tức là lúc nãy mình mua vào 0.5 đúng không, thì mình đóng tức là mình sẽ bán ra lại 0.5 đó đó, mình sẽ bán ra lại 0.5 để mình trả lại cho cái sàn đó. Ok, bây giờ mình bán ra lại, mình trả lại cho cái sàn đó. Thì anh em thấy rằng á, là lúc đầu á, là mình có 210 đô đúng không, 210 đô mà chỉ qua một lần là mình bấm long và bấm short, không, qua một lần mình bấm long và mình bấm chốt thì mình đã mất là bao nhiêu, gần 8 đô, hơn 7 đô một xíu. Đó là hai lần á, một lần 3 chấm mấy đô, một lần 3 chấm mấy đô, mấy cái đó là tiền phí anh em đó, tiền phí tiền này tiền kia đó. Thì đây là vì lý do là mình dùng cái lệnh này lệnh market nên là nó như vậy. Còn nếu mà mình dùng lệnh limit thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà để mà cái clip này nó nhanh thì mình đang hướng dẫn anh em cách là mình dùng cái lệnh market đó. Thì bây giờ ngược lại với cái trường hợp là short, đây là short. Short là như nào? Short thì là mình cũng là thế chấp cái tài sản, cái tiền của mình với sàn. Mình nói là ê sàn ơi, cho tao mượn Bitcoin tao bán ra trước đi. Tao mượn mày, giống như là bây giờ nói là ê mày cho tao mượn coi như 0.5 Bitcoin để tao bán ra đi. Nó giống như là qua mà qua nhà thằng bạn thân vậy, nói là mày cho tao mượn một chỉ vàng đi, tao đang kẹt quá. Mày cho tao mượn một chỉ vàng đi, rồi tao bán ra rồi mai mốt tao mua lại, tao trả lại mày. Trả lại mày thì trả lại anh chị đúng không? Mua anh chị, mượn chị đi trả lại anh chị, ví dụ vậy. Thì á thì khi mà cái giá vàng nó xuống, đúng không? Bạn mượn một chỉ thì khi mà cái giá vàng nó xuống thì bạn mua bạn trả lại nó một chỉ, thì đương nhiên là cái phần lời của bạn là lời, là giá nó xuống. Đó chính là gọi là short, là nó nằm ở chỗ đó. Thì cũng giống như giờ Bitcoin nè. Bây giờ Bitcoin giá của nó đang là bao nhiêu đây? 0 chấm cái gì đây? 9198 đi. Đó, giá của nó 9198. Bây giờ ví dụ như mình short một cái, mình short ở cái chỗ này, thì mình hy vọng là cái giá nó xuống dưới 9.000 là mình lời là nhiều lắm á, mình lời là hơn 100 đô liền á. Đó. Thì bây giờ mình bấm chữ short nè, bấm chữ short. Đó. Thì ở đây nó nói là mình bấm chữ short á là cái order này là tốn là hết là 97.87 đô. Đó, và đây là cái liquidation, là cái này mình sẽ nói sau. Nhưng mà đấy là cái cách để mình vào lệnh short, là nó như thế nào, là nó như vậy. Đó, thì bây giờ mình bấm vào cái lệnh short luôn. Đó, mình confirm. Đó, thì khi mà confirm thì anh em sẽ thấy ngay là cái lệnh short nó sẽ xuất hiện ở dưới này. Thì đây chính là cái cách mà để anh em có thể vào cái lệnh long và short. Đó. Anh em nhớ là cái lệnh short này là chúng ta đang vào ở cái giá là đây 9198 rồi 9199 rồi 9197 gì đó. Thì chúng ta hy vọng là, chúng ta hy vọng cái gì? Chúng ta hy vọng là giá nó xuống càng nhiều thì chúng ta lời càng nhiều. Ngược lại giá lên càng nhiều thì chúng ta càng lỗ. Đó là cái long và short nó là hoạt động là như vậy. Đó. Thì mình sẽ post cái video này lên trên mạng xã hội. Và nếu anh em có bất cứ thắc mắc nào thì có thể là comment ở trên đó, hoặc là có thể inbox hỏi mình. Đó. Mình xin chào và xin hẹn gặp lại anh em ở kỳ sau.